Mới đây, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phát đi thông tin phản ánh từ một người dân. Có một số điện thoại đường dây nóng hotline nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thu cấp phí cao và dễ làm người dân hiểu lầm đây là hotline của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Cụ thể bài viết tại đường dẫn của một văn phòng luật sư đưa các thông tin về cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội như ngày thành lập, chức năng, nhiệm vụ, kèm trong bài viết có số hotline 1900 6568 với mô tả hotline bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội, thu cước phí 8.000 đồng một phút. Điều này sẽ khiến người đọc, người dân lầm tưởng đây là hotline của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện nay ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số hotline duy nhất là 1900 9068 với cước phí 1.000 đồng một phút và số hotline của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là 024 372 36555 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyên cáo người dân đọc kỹ các thông tin trên môi trường mạng, chỉ liên hệ tới các số điện thoại chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Bảo hiểm xã hội thành phố và các quận huyện thị xã để được tư vấn giải đáp.